Tiên tri Vanga từng tiết lộ 4 điểm báo của sự diệt vong, 3 điều hiện đang xảy ra. Nhà tiên tri Baba Vanga có lẽ đã quá quen thuộc đối với mọi người. Mặc dù đã qua đời năm 1996, nhưng nhiều người tin rằng những lời sấm truyền của bà sẽ tiếp tục trở thành sự thật. Bà lão ở thế kỷ 20 này tuyên bố, mình đã nhìn thấy viễn cảnh của ngày tận thế. 4 dấu hiệu sẽ xuất hiện trước ngày này. Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ là tín hiệu cuối cùng. Và khi cả 4 dấu hiệu xuất hiện, con người sẽ bước vào thời gian đếm ngược của sự hủy diệt. Trùng hợp là một đặc vụ người Mỹ tên Smith, người tự nhận đã được du hành đến tương lai, cũng có những tiên đoán tương tự. Thậm chí, phỏng đoán cụ thể hai quốc gia châm ngòi cho Thế chiến thứ 3. Bà Vanga đã nhìn thấy gì? Và hai quốc gia nào đã được tiết lộ? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi video ngày hôm nay. Lời tiên tri tận thế của bà Vanga. Vào năm 1968, có một người tên là Ivan Nieuwsminos ở Na Uy, là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Khi đang đi du lịch, anh gặp một bà lão đã chứng kiến những điều kỳ diệu ở Vanderes. Bà cụ này năm nay đã 90 tuổi, cũng là một tín đồ trung thành của Thiên Chúa giáo, rất được kính trọng ở địa phương. Theo những gì bà ấy nói, bà đã nhận được ý muốn của Thượng Đế và hy vọng truyền bá những điều này qua lời nói của mình. Bà lão này chính là nhà tiên tri mù Baba Vanga mà chúng ta hay biết đến. Nhưng dù là một nhà truyền giáo sâu rộng, anh vẫn không thể hiểu được những lời này của bà. Vì vậy tuy ghi lại, nhưng anh dường như đã quên mất nó. Cho đến năm 1998, Ivan Nieuwsminos lúc này đã đến tuổi xế chiều. Khi đang loay hoay sắp xếp giá sách của mình, anh đã tìm thấy tờ giấy ghi chú 30 năm trước và chợt nhớ lại. Tình cờ là lúc này, sự hiểu biết của anh ấy về Cơ Đốc giáo đã sâu sắc hơn. Hiểu biết về con người và thiên nhiên cũng vượt ra xa lúc ban đầu khi mới gặp bà Vanga. Vì vậy, sau khi đọc lại những lời của bà cụ, anh chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ một thông điệp vô cùng quan trọng. Những thông điệp này dần được Ivan Nieuwsminos truyền lại cho nhiều người. Theo lời bà lão kể lại, lúc đó Thượng Đế đã cho bà thấy thần thông vĩ đại, hiển thị toàn bộ trái đất với kích thước thu nhỏ trước mặt bà. Bà Vanga đã nhìn thấy 4 thảm họa sẽ xảy ra trong tương lai, và sau 4 thảm họa đó, loài người sẽ bước vào ngày tận thế. 4 thảm họa này liên quan đến chiến tranh, tín ngưỡng, đạo đức và chiến tranh tị nạn, ám chỉ Thế chiến thứ 3. Thời đại mà bà Vanga sống sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc chưa đầy 20 năm. Nhiều người vẫn còn giữ nguyên ký ức về cuộc chiến đó và không biết Thế chiến thứ 3, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, sẽ còn đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, theo như bà lão nhìn thấy, tương lai sẽ có thời gian hòa bình phát triển kinh tế tương đối dài. Rất nhiều quốc gia chủ đạo, thậm chí giải pháp vũ khí để phát triển kinh tế, cho đến khi đất đai bị tàn phá nặng nề và các dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra khi con người mất đi điều kiện để sinh tồn. Bà ấy nói rằng bà đã nhìn thấy những quả đạn pháo kỳ lạ do nhiều quốc gia bắn ra. Trong đó có một quốc gia nhỏ mà không ai ngờ tới. Những quả đạn này không chỉ có sức mạnh hủy diệt mà còn mang theo những lời nguyền khủng khiếp. Lời nguyền được đề cập ở đây có lẽ ám chỉ đến bức xạ hạt nhân trong bom hạt nhân hoặc các loại vũ khí hóa học khác nhau. Bà Vanga lúc đó không thể hiểu được sức mạnh của những vũ khí này nên coi đó như một lời nguyền. Bà ấy nói rằng khi đó các tín đồ bắt đầu xa rời đức tin của tín ngưỡng và tôn giáo. Họ không còn muốn thành tâm cầu nguyện và ăn năn nữa. Họ bắt đầu coi đức tin như một công việc kinh doanh, bắt đầu chạy theo tiền bạc và vật chất, thì con người sẽ sa vào thời đại thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin thì coi như không còn sức mạnh. Tai họa mà nó mang lại không kém gì các hậu quả của Thế chiến ba. Tất cả những tín đồ ngoan đạo cũng bắt đầu từ bỏ tín ngưỡng của mình, thì thế giới tâm linh của người bình thường lại càng thêm trống rỗng. Những câu nói của bà Vanga khiến người ta rùng mình, vì có người cho rằng thời đại thiếu niềm tin đã đến. Khi trong nhiều tôn giáo đều tồn tại những tín đồ lầm đường lạc lối, thậm chí dùng đức tin để kiếm tiền. Bên cạnh đó, 3 lời tiên tri trước lời tiên tri thứ 4 về tận thế của bà Vanga được Ivan Nieuwsminos kể lại khi đối chiếu với một thời gian dài cho đến nay, dường như đã bắt đầu thành hình. Ngày tận thế sẽ như thế nào? 2 dấu hiệu đầu tiên vừa được nhắc đến có lẽ chưa quá rõ ràng,
Nhưng điều dễ thấy nhất hiện nay là nhiều sự bất ổn trên thế giới. Những thảm họa tự nhiên, dị tượng liên tục xuất hiện. Dấu hiệu thứ ba mà bà Vanga nhắc tới là sự suy thoái đạo đức dường như đang ăn mòn cả thế giới. Bà ấy nói, mình đã nhìn thấy nhiều người sống với nhau mà không cưới, có thai trước, cưới sau. Quá nhiều người không chung thủy với nhau trong hôn nhân. Họ phản bội nửa kia của mình chỉ vì tình cảm và tiền bạc. Và con người bắt đầu không tôn trọng hôn nhân nữa. Bởi vì ác tâm tràn ngập khắp thế giới, mọi người nghi ngờ lẫn nhau và tranh đấu lẫn nhau. Toàn xã hội đầy thù địch. Đây đều là do mọi người tranh đấu lẫn nhau, không thể đoàn kết và tin tưởng nhau gây nên. Thứ tư là những người tị nạn. Bà Vanga nói rằng bà ấy đã nhìn thấy vô số người tị nạn phải tản cư trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Âu. Nhưng tất cả các quốc gia trên thế giới đều quá bận rộn để lo cho bản thân mình và không có khả năng tiếp nhận họ. Vì vậy, xung đột giữa các quốc gia khác, xung đột xã hội xảy ra thường xuyên. Các cuộc tấn công khủng bố, trộm cướp, bạo lực trở thành xu hướng chủ đạo. Bà cảnh báo mọi người rằng nếu người châu Âu đối xử với những người tị nạn giống như người Do Thái, điều đó có nghĩa là cái ác trong bản chất con người đã hoàn toàn bị phơi bày. Và đó cũng là lý do cho thảm họa cuối cùng ập đến. Điều này khiến người ta lo lắng rằng một khi chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, liệu thế giới có bước vào kỷ nguyên tận thế? Thậm chí bà ấy đã khóc sau khi nói ra điều này. Bà Vanga nói rằng bà đã trên 90 tuổi và sẽ không gặp phải ngày tận thế. Nhưng các bạn trẻ sẽ thấy điều này. Vào thời điểm đó, không khí và nguồn nước đều bị ô nhiễm vì chiến tranh hạt nhân. Sự sống còn của mọi người trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng con người sẽ không tuyệt chủng vì tận thế, bởi vì Chúa Giê-xu sẽ đến vào thời khắc cuối cùng. Nghĩa là bà cụ cũng nhìn thấy sự xuất hiện của đấng cứu thế. Nhưng một số người không đồng ý rằng đấng cứu thế phải là Chúa Giê-xu. Họ cho rằng do bà Vanga là một tín đồ Thiên Chúa giáo, đương nhiên sẽ coi đấng cứu thế là Chúa Giê-xu. Vị cứu tinh ở đây cũng có thể là Phật Di Lặc, hoặc thậm chí là người ngoài hành tinh. Khi họ xuất hiện, sẽ chấm dứt chiến tranh trên trái đất và thành lập một vương quốc của những người sống sót để dẫn dắt họ thoát khỏi ngày tận thế và xây dựng một ngôi nhà mới. Lúc này, thế giới cũ đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đại đa số nhân loại cũng đã diệt vong. Đây chính là tội ác nhân quả chi phối bởi hiệu ứng cánh bướm. Vậy, chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu khi nào và tập trung vào hai quốc gia nào? Tuy bà Vanga không đưa ra câu trả lời, nhưng một điệp viên người Mỹ tên Smith đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này khi tiết lộ tiên tri về việc du hành xuyên thời gian và không gian. Một nhiệm vụ bí mật mà Hoa Kỳ đang lặng lẽ thực hiện. Smith là một cựu nhân viên CIA. Anh ta tuyên bố mình đã từng tham gia vào một nhiệm vụ tối mật của chính phủ Hoa Kỳ. Nhiệm vụ này là du hành xuyên thời gian và không gian đến năm 2118. Mọi người nghĩ rằng đó là những lời sáo rỗng. Nhưng ngay sau đó, anh lại đăng một bức ảnh lạ chứng minh cho mọi người thấy sự kiện đáng chú ý nhất năm 2118. Tất nhiên, chủ nhân của trái đất vào năm 2118 không còn là con người chúng ta. Trong đó, quan trọng nhất là tin tức liên quan đến hai quốc gia khơi mào thế chiến thứ ba. Lời nói của người này có đáng tin không? Chiến tranh tương lai sẽ bắt đầu từ hai quốc gia nào? Lời tiên tri của Smith. Smith từng là đặc vụ của Cục Báo động Trung ương Hoa Kỳ. Anh ta nói rằng mục đích kế hoạch du hành của chính phủ Mỹ là học hỏi công nghệ tương lai để tăng cường khả năng phòng bị. Mặc dù những lời này chỉ là lời nói một chiều của anh ấy, nhưng nhiều người tin rằng anh ấy đã thực sự đến tương lai. Anh ấy đã từng đăng một bức ảnh từ tương lai. Chi tiết nhiệm vụ cụ thể, anh ấy không nói. Bởi vì khi tiết lộ bí mật, bản thân sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Nhưng đối với một số sự kiện bên ngoài nhiệm vụ, anh ấy có thể nói trước với mọi người, chẳng hạn như sự nóng lên toàn cầu và người ngoài hành tinh. Smith nói rằng sự nóng lên toàn cầu không phải là một trò lừa bịp, đó là điều đang thực sự xảy ra. Vào giữa thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng thêm 2 độ C. Nghe có vẻ không quá đáng sợ, nhưng chúng ta phải biết rằng nếu nhiệt độ tăng 4 độ sẽ làm mực nước biển dâng thêm 60 cm, đồng nghĩa với việc vô số thành phố ven biển sẽ bị nước biển nhấn chìm. Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 8 độ C. Vào thời điểm đó, ngay cả những thành phố nội địa cũng không được tha. Những quốc đảo trong đại dương và thậm chí là cả Nhật Bản đều có thể vì điều này mà diệt vong. Smith đã nói rằng
người ngoài hành tinh đã đạt tới sự phát triển của công nghệ loài người. Trái đất đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các nền văn minh ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh cũng sẽ đến trái đất vào giữa thế kỷ 21 và liên lạc với các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia lớn. Và người ngoài hành tinh có công nghệ để nghiền nát con người trên trái đất. Nhưng họ không muốn cướp đoạt tài nguyên của trái đất, bởi vì trái đất lúc đó không còn giá trị gì. Khi đó, mực nước biển của trái đất đang dâng cao, môi trường ngày càng xấu đi, sản lượng lương thực ngày càng giảm và nguồn nước khan hiếm. Ngoài ra, còn gây ra rất nhiều loại thời tiết khắc nghiệt. Người dân sống trong cảnh túng quẫn, thiệt hại về người có thể xảy ra bất cứ lúc nào do thiên tai ở nhiều nơi. Dưới nhiều vấn đề khác nhau, trật tự xã hội đang trên bờ vực sụp đổ. Người dân ở vô số khu vực đang tranh giành tài nguyên sinh tồn. Lúc này, những ràng buộc của đạo đức và niềm tin không còn tác dụng. Khi tất cả đều đối mặt về sự tranh giành sinh tử, thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể trong tình huống này, Thế chiến 3 có khả năng sẽ bùng nổ. Theo Smith, xuất phát điểm của chiến tranh thế giới thứ 3 là Hoa Kỳ và một quốc gia châu Á. Nhưng quốc gia châu Á này không phải là Trung Quốc, mà là một quốc gia nhỏ. Bởi vì liên quan đến bí mật, Smith đã không tiết lộ. Nhưng nhất định nước này có mâu thuẫn với quốc gia Mỹ. Hơn nữa, có thể thu hút rất nhiều quốc gia chú ý. Trong đó rất nhiều người tán thành suy đoán quốc gia này có khả năng cao là Triều Tiên. Một khi Mỹ và Triều Tiên nổ ra chiến tranh, Trung Quốc sẽ duy trì an ninh quốc gia vì bị ảnh hưởng, và Nga cũng có thể tham gia chiến đấu. Sau đó, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới bắt đầu chia thành nhiều phe tham gia thế chiến. Dựa theo những gì bà lão nói trước đó, tận thế sẽ là sau thế chiến thứ ba, mà sau khi tận thế, đấng cứu thế sẽ cứu vớt nhân loại, dẫn dắt con người bước vào một thế giới mới. Những gì Smith tiết lộ cũng tương tự như vậy. Mặc dù không đề cập đến vị cứu tinh, nhưng anh ấy nói rằng sau thế chiến thứ ba, thế giới đã trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Con người không còn tranh chấp và nghi ngờ. Họ bắt đầu yêu thích và tận hưởng cuộc sống. Dù tất cả đều đặt ra một cái kết là nhìn thấy cầu vồng sau cơn bão, nhưng vẫn có nhiều người lo lắng về điều này. Từ giữa năm 2023, các nhà tiên tri lần lượt nổ ra các tiên đoán như để khẳng định sẽ có nhiều thảm họa xảy ra. Nhưng cổ nhân thường nhìn nhận, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, nghĩa là sống chết có số, phú quý ở trời. Mệnh của mỗi người nếu thuộc về thiên định là cố định, không thay đổi, thì vận lại có thể thay đổi được bởi các yếu tố do nhân định. Tất nhiên, cách thay đổi vận mệnh là không đi ngược với ý trời, cần hành sự theo thiên ý. Trong xã hội hiện đại, nhiều người không tin vào luật nhân quả nên dễ dàng dùng mọi cách và làm bất cứ điều gì để đoạt điều mình mong muốn. Tuy nhiên, điều nhận được có thể là ngược lại. Điều đó dẫn tới thành công không lâu dài hoặc tuổi thọ giảm bớt, ân đức mất đi. Những nỗ lực quá mức đều không thể thay đổi được sự an bài thiên định. Người luôn từ bi sẵn sàng giúp đỡ mọi người, ngay thẳng tốt bụng, bao dung với mọi người thì dần dần có thể chuyển biến theo chiều hướng khác. Và tất nhiên, hiệu ứng cánh bướm từ đó cũng sẽ chi phối đến toàn thế giới. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.